Nhá-san, konnichiwa. Vâng, xin chào các bạn. Rất vui vì lại được gặp lại các bạn trong video nói về văn hóa của Nhật Bản và con người Nhật Bản. Những điều mà chúng ta cảm thấy bất ngờ khi đến với đất nước Nhật Bản, đúng không? Vâng. Nội dung ngày hôm nay là gì nhỉ? Vâng, nội dung của chúng ta ngày hôm nay đó là nội dung mà mình rất muốn chia sẻ cho các bạn từ lâu lắm rồi. Đó là chủ đề về giao thông. Giao thông thì có gì nhỉ? Đầu tiên thì em thấy đường phố ở bên Nhật nó rất là sạch sẽ. Vừa qua tới Nhật nhìn đường nó sạch sẽ như kiểu là cái hồi ngày xưa mà em xem phim hoạt hình Doraemon ấy. Sạch bong, không một tí rác nào, mà cảm tưởng kiểu em nằm ra đường ngủ luôn được. Anh, ấy. Giống em ấy, xem bọn nhóc trong Doraemon ấy, nó vâng. Đá kiểu nó làm lăn ra đường nhỉ. Ơ bọn này bẩn thế. Nhưng mà thực tế sang bên Nhật thì nhìn thấy đường này nó sạch sẽ. Vâng. Mình lăn ra đây, ok, không vấn đề gì cả. Và kể cả về quê Nhật cũng thế, đúng không? Đường cũng rất là sạch sẽ. Nhưng mà thực tế là mọi người đã nằm ra lần nào chưa? Chưa, nằm ra người ta bảo là lại giống như mấy ông say rượu mình nói buổi trước, đúng không? Mình thì thi thoảng làm đêm về mệt nhắn tin cho người yêu thì cũng đã từng nằm ra rồi. Nhưng mà không như mấy ông say rượu mà hôm nọ ở trên đường, ở trên ga đâu nhá. Mình là không bao giờ mình nằm ra ngoài đấy mà chỉ thấy nó thực sự là sạch thôi. Với cả một cái nữa em thấy đó là mọi người khi tham gia giao thông ấy cực kỳ là lịch sự luôn. Đây là về cái văn hóa tham gia giao thông đúng không? Thi thoảng mà em thấy bọn trẻ con ấy, lúc mà nó đi qua đường mà có xe ô tô ấy, đấy thì sau khi mà xe ô tô nhường đường cho đi qua là kiểu toàn cúi chào rất là lịch sự luôn. Cái đấy lúc ban đầu tiên anh sang Nhật anh cũng khá vâng. là ngạc nhiên. Và tuy nhiên thì sau khi mình nhìn thấy người ta thì mình bắt chước theo á. Vâng. Cũng quay lại cúi adieu tôi. Xong về Việt Nam anh có thế không? Việt Nam có tô nó nhường như mình đâu mà mình cần đào. Rồi cái văn hóa nhường đường ví dụ như là khi mà có xe cứu hỏa hay là xe cứu thương đúng không? Đúng rồi. Nó kêu inh ỏi đấy là chắc chắn là tất cả mọi người xe xếp các thứ cũng phải đứng dặt vào để nhường cho những cái xe nó đi qua đúng không? Và cái này là một cái thật là hay. Tớ cũng đi trên đường cao tốc một lần, em thấy tự nhiên đằng sau nó có xe cấp cứu ấy, tự nhiên thấy một loạt xe ô tô dạt sang một bên, xong rồi để nhường đường cho xe cấp cứu luôn. Rất là tôn trọng người khác. Thêm nữa về cái văn hóa nhường đường, chúng ta còn thấy ví dụ như là hai cái ô tô đúng không? Hai cái ô tô, ví dụ một cái ô tô này mà nhường đường để cho cái ô tô đằng sau nó vượt lên á, thì sẽ có một cái kiểu đó là cái ô tô kia nó sẽ nhấp nháy đèn nhá. Như là mở bật cái đèn sinh an à. Đúng không? Phải không nhỉ? Đấy là hỏi, cái đèn báo nguy hiểm. Đúng rồi. Nút tam giác. Đấy. Nó sẽ nhấp nháy một chút để gọi là gì nhỉ? Như một lời cảm ơn, rồi, bày tỏ sự cảm ơn đã nhường. Và thậm chí hai lái xe cũng nhìn qua nhau xong rồi gật đầu một cái nữa. Đó là cái văn hóa nhường đường của người Nhật. Kiểu cảm ơn ấy. Với cả tớ còn thấy tức là cái văn hóa giao thông của họ ấy. Ví dụ như là lúc mà chờ tàu này, rồi chờ xe buýt này thì họ xếp hàng rất là lịch sự. Anh thấy buổi sáng lúc mà đi làm ấy, đúng không? Rất là đông. Lúc mà đang chờ cái đoàn người mà từ trên tàu xuống là bao giờ hai bên cũng xếp hàng như thế này, đúng không? Người ta đi ra, còn bên mình chờ hai hàng như thế này, khi người ta ra hết rồi thì lúc đấy người ta mới lên tàu. Chứ không phải người ta chưa ra đã chen nhau kiểu muộn quá, vội quá. Bao giờ phải đợi người ta ra xong rồi vào, đúng không? Đúng rồi. Okay. Văn hóa xếp hàng. Cái này không chỉ trên xe buýt này hay là các cửa hàng khác người ta cũng như thế, đúng không? Vâng. Em nói thật nha, cái này thực ra nhiều bạn sẽ bảo là mình gọi là cổ suý hay là mình chê bai gì ở Việt Nam chẳng hạn, nhưng mà thực sự đó là cái trải nghiệm của mình khi mà các bạn, nếu mà ngày xưa hồi cấp sinh viên đó, thì mình hay thường đi xe buýt hay là xe khách về quê á. Ở bến xe Mỹ Đình mình kể luôn, nó xe 74 mọi người ạ. Các bạn thử trải nghiệm một lần cái cảm giác mà bị gọi là người ở trên xe, tất cả mọi người chưa kịp xuống nhưng mà mình đứng ở tầng dưới chờ lên thì người đằng sau đã đẩy mình lên. Thế là tạo ra cái viễn cảnh là hai bên nó cứ gọi là gì nhỉ? Tranh nhau không biết người lên chẳng ai. Lên được mà người xuống chẳng xuống được. Thì khi mà mình đã trải qua những cái lần như thế thì mình khi mà mình đi sang bên nước Nhật và mình được trải nghiệm cái văn hóa xếp hàng chờ tàu, kể cả trong những cái lúc mà tàu cực kỳ đông như vậy, thì mình thấy nó rất là khác biệt với những gì mà mình đã trải qua. Khá là nha. Tiếp theo là gì nhỉ? Tiếp theo là phương tiện giao thông công cộng à? Đúng nhỉ? Rất là tiện lợi đúng không nào? Nghĩa thấy sao? Mình thấy là cái phương tiện công cộng ở bên Nhật ấy, nó cực kỳ là tiện lợi luôn. Đặc biệt có một điều mà mình rất 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 thích, đó là tàu điện.
không? Vâng. Em thấy là ở bên Nhật ấy, đi lại ở đâu cũng thế, là tất cả là mọi người đi bằng tàu điện hết. Có nhiều người ở bên Nhật ấy, không phải là họ nghèo, họ không có tiền mua ô tô đâu. Thực ra là họ cũng có tiền mua ô tô xịn. Nhưng mà sao? Đi lại bằng tàu điện ấy, nó nhanh hơn ấy. Và cái cả cái quãng đường mà tàu nó đi nó cũng gần hơn, đỡ mất nhiều thời gian hơn, thì nó rất là tiện lợi. Thì cái trào lưu giới trẻ ở Nhật Bản thì anh có xem trên TV á, thấy bọn trẻ nó bảo là nếu có tiền cũng không mua ô tô mà đi tàu điện, tiện hơn. Vì nó tiện mà, đúng không? Vì nó tiện. Khi mà họ muốn đi du lịch đúng không? Thì tất nhiên là về đồ đạc hành lý mang theo là chuyện đương nhiên rồi, nhưng mà nó bù lại được cái khoảng thời gian, ví dụ mình chẳng cần phải lái xe, mình chỉ được lên tàu đến đúng bến, còn lại mình được nghỉ ngơi thoải mái, thì cái đấy cũng là một cái rất là hay đúng không? Đúng rồi. Chính vì thế nên là gì nhỉ? Trên đường Nhật Bản rất là ít xe máy đúng không nào? Hầu hết là không có xe máy, còn rất là ít, toàn ô tô mà thôi đúng không? Vâng. Với cả cái hay của nó nữa là nó có cái tàu Shinkansen ấy, tàu siêu tốc rất là tiện, đi từ Bắc vào Nam. Thực ra thì thời gian của nó cũng không hơn máy bay, không nhanh hơn máy bay nhiều, nhưng mà được cái là cùng một số tiền như thế. Nhưng mà mình đỡ phải check in thủ tục lằng nhằng đúng không? Lên máy bay chờ đợi đâu, đúng không? Nhiều khi máy bay còn bị delay nữa, nhưng mà tàu Shinkansen thì không bao giờ luôn. Đúng giờ rất là chính xác mà nó thoải mái. Anh kể anh ra đến đấy anh mua vé rồi anh đi luôn được. Nên nhiều người Nhật ấy, người ta đi làm rất là xa ấy. Sáng từ Bắc vào Nam đi một chuyến tàu rất là nhanh, về trong ngày luôn chứ không phải check in, check đủ máy bay mất thời gian. Đấy, cái này công nhận là mình khi mà nghe người Nhật nói chuyện họ cũng bảo là đôi khi trong những trường hợp thì họ còn thích dùng Shinkansen hơn là cả máy bay đúng không? Vì như Nghĩa nói là đỡ tốn cả thời gian check in hay vân vân như vậy đúng không? Ok, ngoài ra khi mà sang Nhật được một năm rồi á, sau khi đi làm ở nơi xa, ngày trước anh toàn làm gần nhà thôi, sau khi đi làm ở quán ở một chỗ nào xa xa, nhưng mà cái ga đấy nó sầm uất, thế là tự nhiên anh đi đến ga đấy anh thấy một cái tàu nó chưa treo lơ lửng ở trên trời chạy trong không, anh rất thích công việc. Đúng rồi, cái đấy là gì nhỉ? Cái đấy là monorail. Ban đầu nhìn cũng bất ngờ, bảo tàu gì mà không phải là đường ray ở dưới đường ray ở trên chạy như thế này mà. Cái này hôm trước có một lần anh cũng mở cho ông bà quê xem vậy nhỉ. Đó, ông bà nhìn thấy kiểu cái tàu nó treo lơ lửng. Ông bà bảo ôi cái tàu này nó chạy kiểu gì này. Nhưng mà em thì thực ra em chưa đi cái tàu đấy bao giờ anh ạ. Em chỉ đi cái tàu mà nó cũng đường ray ở trên cao, nhưng mà nó vẫn là chạy theo chiều thẳng đứng bình thường thôi. Hồi ra Odaiba ấy. Đúng rồi. Cái tàu mà như anh nói mà nó treo ngược lên trên thì em chưa đi bao giờ. Cái tàu đấy anh đi rồi. Monorail này hình như là có một tuyến là nối thẳng là sân bay luôn nhỉ, Haneda thì phải. Những điều không nhầm ở chỗ cái cảng Tokyo có một chuyến tàu này, nhưng mà anh ra chỗ bạn anh chờ anh đi tàu đấy. Vâng. Ra Odaiba như đi tàu đấy thôi. Đấy, nói chung là về tàu điện thì rất là tiện như thế, nhưng mà đổi lại có một vài cái, ví dụ vào giờ cao điểm thì mình nhìn hay nhìn trên ảnh cái kiểu mà mọi người cứ nhồi nhét nhau ở trên tàu điện, cái đấy kinh khủng luôn. Giờ cao điểm mình thấy xe buýt của mình kiểu cũng giờ đông cao điểm như thế, nhưng mà nó còn không kinh khủng bằng ở bên Nhật ấy. Nhét em ngày trước đi làm năm đầu tiên ấy, nhét như nhét lợn luôn. Mình cứ thế là cố gắng đứng xếp hàng đầu tiên, xong bắt đầu chui vào tiếp lên trong để đỡ bị ép. Nếu mà các bạn đứng ở gần cửa sẽ bị ép. Sẽ bị ép. Lôi ruột. Anh mọi người đã bao giờ mà lúc bị ép đấy xong rồi bị kẹp cả quần áo vào cái cửa tàu ấy, xong rồi cứ đi đến bao nhiêu ga mãi mới rút được cái áo ra ấy. Sợ kinh khủng. Mà hôm nào mà trời mà nóng nhỉ? Đúng trời không? Mà nóng cái này nói chung là mình tóm lại không cộng rất là tiện lợi đó. Đúng rồi, rất là tiện lợi. Bù lại cái giờ cao điểm thì kinh khủng, đắt nữa. Anh em có thấy đắt không? Có. Em thấy cái phí giao thông của bên Nhật là thuộc so kể cả so với cái mức sống thì cũng khá là đắt. Đúng rồi. Đắt. Khá là nhiều tiền. Ví dụ như mình đi chỉ một chặng đúng không? Hết một ga phát cũng ít nhất bây giờ bao nhiêu? Em nhớ 125.000 đấy. 120, 150 tùy vào từng tuyến. Có tuyến 120, có tuyến 150. Thì tính ra khoảng 25-30.000 ở bên mình thì em thấy thế là đắt. Quá là đắt luôn. Nếu mà đi bộ mình đi bộ tầm 7 phút đến 10 phút. Nhưng mà thường thì mình sẽ đi hai tầm hai tuyến thì mình sẽ lên tàu thôi, còn một tuyến thì đi bộ. Đặc biệt là so với sinh viên em ngày xưa, ví dụ như là ngày xưa em đi, bởi vì em biết là đi tàu điện rất là đắt, thế nên là mỗi lần mà đi làm thêm em phải chọn cái địa chỗ điểm nào làm thêm mà nó phải nằm trên cái đoạn nằm đường, trên đoạn đường từ đấy nhà mình đến trường học, bởi vì là bình thường nếu mà đi theo kiểu từ nhà mình đến trường học mà đi theo vé của sinh viên á thì mình sẽ được giảm khá là nhiều, như là 70% cơ, tức là rất là ưu đãi cho sinh viên. Nên là
bằng mọi giá mình phải tìm được cái địa điểm làm việc mà nằm trên con đường đấy để mà giảm bớt tiền, không thì tính ra nó còn đắt hơn cái loại. Nếu mà cái quán đấy mà nó cho mình tiền đi lại thì mình lấy cái tiền đấy. Đúng rồi, một mũi tên trúng hai đích mà. Đúng rồi, cái quán đấy vẫn chắc chắn. Tức là đi làm thêm họ vẫn cho mình cái cốt dư hi đúng không? Thì cái đấy thì mình được lời. Tiết kiệm được tiền lại thế mà. Các sinh viên Việt Nam bên Nhật toàn thế đúng không các bạn? Điều kiện có quán tận 1.5-2.000 tiền đi lại em không có đúng rồi. Em như là cái đợt đi làm thêm đấy em sướng nhất là mỗi tháng đấy là niềm vui nho nhỏ của em vì được hời vào cái món tiền này. Quá chuẩn đây nha, cái vé passport của nó hay là vé Suica đúng không? Passport rất là gì nhỉ, tiện lợi cái đấy, tiện nó bấm tít 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 đập cái. Với cả cái vé đấy là mình cũng sử dụng khi mà mua đồ ở trong Comini hay là siêu thị, một số chỗ mà nó cho thanh toán bằng gì nhỉ, Suica đúng không? Suica và Passmo. Máy bán tự động ấy, bấm vào phát là mua được đúng không? Vâng. Thôi tiện nhá. Cứ nhờ thẻ ATM mà. Đi đâu nó cái đấy nó cũng không khác gì cái thẻ ATM của mình mà, cho tiền vào đấy đi đập. Rồi thì đến cái xe đạp đi, nói chuyện về xe đạp đi. Xe đạp. Anh sang Nhật phát là anh được đưa đi mua xe đạp luôn, nhưng mà mua xe đạp cũ kiểu nhỏ nhỏ con con mini ấy, mini chiến tầm 3 cm nhưng mà đợt đấy thỉnh thoảng nó bị thủng lốp các thứ nên là cũng phải tự mình sửa đấy. Mới sang Nhật tự biết đi mua đồ Heiken shop bữa Heiken đấy xong thì mua về tự bán xong kinh nhé quá hiện nhưng mà nhưng mà em thấy ở bên Nhật đấy cái xe đạp của nó ấy, nó cũng khá là KBC ấy. Nó cũng khá là nghiêm ngặt với cả cái chuyện đi xe đạp. Ví dụ như em thấy là mỗi một cái xe đạp là nó đều có cái kiểu mã đăng ký chống trộm. Khi nào mà đi ra đường thi thoảng kiểu em vẫn hay bị công an nó hỏi nhưng mà soi xem là có đúng là cái xe này như kiểu xe chính chủ của mình không ấy. Cái đấy đâu phải là KBC. Cái đấy là cái đấy mà. Nhưng mà tức là nó khác hơn so với Việt Nam mình. Việt Nam mình thì xe đạp thì cứ về có thể đi long quăng rồi đúng không? Nhưng mà sang bên Nhật thì ở cái mức độ cần phải đăng ký các kiểu như thế em phải nói. Công nhận là cũng khá là nghiêm ngặt hơn bên mình. Tại vì sao? Tại vì xe đạp thường thì người ta không khóa. Nhưng mà em để ở nhà thường sẽ không khóa xe đúng không? Vâng. Nên là thỉnh thoảng có bác mượn xe tí đi bác mượn nhưng bác không không trả lại mượn không trả lại vâng. Nên là cảnh sát lại đi tìm cho mình vâng. Đến lúc đó tìm thấy xong nó điện cho mình vâng. Đúng không? Tại vì mình có đăng ký xe vâng. Với cả xe đạp thì buổi tối đi ấy, là mình phải bật đèn noi như kiểu là xe máy ấy, bởi vì là kiểu nó rất là nguy hiểm. Ngày trước mấy lần mới sang nên em đi xe đạp cũng thản nhiên như không thấy bật điện nên là tự nhiên cảnh sát nó hỏi đấy, nó bảo là mình cũng sợ ấy, bảo kiểm tra giấy tờ tùy thân, bảo hỏi vì sao lại kiểu bị cảnh sát hỏi. Ông ấy bảo là bởi vì là ở Nhật ấy, buổi tối đi nếu mà xe đạp không bật điện này là thực ra là nó cũng tính vào một lỗi lỗi nhẹ. Nhưng mà cho chị nhắc nhở thôi. Rồi thêm nữa đó là xe đạp bên đấy thì không biết là bạn nào đang xem video này, các bạn đã từng mắc cái lỗi đó là chở người, chở bạn mình trên xe đạp chưa và bị cảnh sát nhắc nhở chưa nhỉ? Cái thực sự em thấy bất ngờ luôn ấy. Chẳng hiểu vì sao kiểu sao bên đấy họ lại bắt phạt hay là họ lại nhắc nhở không cho mình được đèo một người khác ở đằng sau đúng không? Thì đơn giản thôi, lý do của họ đơn giản vì nó nguy hiểm. Còn chúng ta thường gặp những cái trường hợp xe mà có thể chở người đằng sau đó là những cái xe mà nó có cái cáng đằng sau mà chở con, bà mẹ chở con hoặc là chở đi chợ nhà đi chợ có cái thùng đằng trước thế thôi chứ còn không sẽ không gặp nhiều trường hợp là hai người lớn mà tự nhiên đèo nhau rung răng rung rẻ xong rồi đạp hẹn hò nhau đi xe đạp cái kiểu không như không chỉ riêng xe đạp đâu mà còn gọi xe máy nữa, xe máy những xe phân khối nhỏ được đi một người thôi. Thế à, em không biết cái này, em toàn gọi mấy cái xe đấy xe ba bách nhẹ trông nó nhỏ nhỏ xe đúng không? Nhỏ, tầm cỡ đấy chỉ đi được một người đúng rồi, nó không được cho đi hành người đâu. Ngoài ra những xe phân khối lớn to á thì người ta mới được ngồi hai. Mà nói đến xe máy của Nhật Bản thì tôi toàn xe to, đi vào cửa hiệu bán xe máy toàn xe to rồi. Những cái trường hợp xe nhỏ toàn là xe giao hàng đúng không? Xe giao hàng, xe giao báo, xe giao pizza. Còn lại thì trên đường thỉnh thoảng nghe những tiếng máy nó rồ lên đúng không? Đấy là xe phân khối lớn. Thế thì anh Hành Nghĩa còn bất ngờ gì về giao thông Nhật Bản nữa? Ngoài ra thì mình thấy là cái đường đi của người ta sạch đã sạch rồi một chuyện đó nhưng mà khi mà làm đường thì nó cứ sạch. Khi mà sửa đường nó cứ sạch. Đúng rồi. Nhiều khi vào nghe bạn bè kể là đêm qua nó sửa đường ấy nhưng mà mình cũng không biết, mình bảo trông nó vẫn mới như bình thường ấy, không một chút thay đổi gì cả luôn. Cái này
2 thì là đây là một cái mà em đã trải nghiệm thực tế rồi luôn. Đó là bởi vì em ở gần ký túc nhà em á, thì có một cái đoạn đường khá là dài, chỗ ý gọi là Shoten Gai, là cái chỗ gọi là khu mua bán đúng không? Mua bán mua sắm. Thì bình thường là cái nền của cái chỗ ý mình đi qua nó là nền gạch màu trắng nhá. Thế xong rồi sau mấy hôm, có mấy lần mà mình đi làm thêm tầm 12 giờ đêm về, thế mình thấy họ, tức là công nhân hay là mọi người sửa đường hô hào ầm ĩ lên, nói chung là làm việc rất là liểng xiểng buổi tối đấy. Nhưng mà đến sáng hôm sau mình đi lại thấy như không hề có việc gì xảy ra. Tức là toàn bộ cái đường này tất cả không có một cái gọi là cái gì mà dấu hiệu là nhận biết để các bạn là ví dụ cái ô này nó chưa đào xong, cái lỗ này nó chưa lấp hết này, không có một dấu hiệu nào đấy luôn. Thế là xong vài lần, vài đêm khoảng một tuần thì mấy đêm mà đi về mà gặp các bác công nhân dọn đường làm đường như thế thì sau một tuần thì mình nhìn xuống cái nền gạch bên dưới, trước nó nền gạch màu trắng, bây giờ nó thành nền gạch màu đỏ. Mà cả một đoạn đường phải 1 km nha anh nhá. Không ngắn gì đâu. Đêm nào cũng đào lên, lấp sạch luôn, nét luôn. Mà họ xử lý cực kỳ là gọn gàng và sạch sẽ và nhanh chóng. Không có một chút dấu tích gì là chỗ này đã sửa rồi, mình đi qua như không luôn. Mọi người đã từng bao giờ gặp cái trường hợp như mình chưa? Có đúng không? Chắc là các bạn cũng có cùng tâm trạng với ba người ngồi đây. Thực ra anh là người đi làm đêm á, mà có một đợt nó sửa đường qua cái quán này nhé. Anh được ra xem họ sửa đường á. Xong cái bắt đầu đổ nhựa như bình thường. Trong một đêm dọn đường như thế 50-70 mét đèo mắt sóng quá tức độ, quá nhanh, quá nguy hiểm. Và máy móc làm, người cũng có nhưng mà là máy móc nhiều. Và cuối cùng mà chúng ta sẽ nói về ai đây nhỉ, về các chú cảnh sát. Omawari-san. Tiếng Việt mình có các bác cảnh sát giao thông đúng không? Mặc áo vàng. Mặc áo vàng, không có áo vàng. Vâng, chỉ có một loại. Các anh áo vàng. Màu gì à? Màu tím than à? Cũng có các anh cảnh sát giao thông đấy. Chắc là ít người sẽ được nhìn thấy cảnh sát giao thông như thế. Em không gặp mấy, em chỉ gặp cảnh sát tuần tra bình thường thôi. Tại vì là trước anh đi làm, anh hay đi xe đạp mà anh đi qua những cái đường nó hay cao tốc. Đường cao tốc ấy, đường nó nguy hiểm ấy thì sẽ có cảnh sát đứng đấy phân làn đường. Chứ còn trong phố bình thường thì em chỉ thấy các cảnh sát đứng ở các bồn, đồn cảnh sát. Thế xong rồi mọi người đa số ở đến đấy thì hỏi đường, hỏi các bác ấy là chú ơi đường đi thế này thế kia, xong người ta chỉ bảo rất là tận tình đúng không? Còn lại cảnh sát nếu mà họ mà gặp mình có cái lỗi gì thì thường là họ sẽ đến nhắc nhở. Còn nếu mà nặng quá thì họ sẽ phạt đúng không? Phạt thì ghi chép lại hoặc là phạt nguội đúng không? Phạt thì chỉ có anh bị phạt là để xe thì sai chỗ. Hầu hết là các bạn để xe sai chỗ đúng không nào? Chính xác. Thường là gần ga hay là cái khu nào đấy là cứ tự ý vào đấy để xe. Em thì ngày trước là có một lần kiểu cái tiền gửi xe ở ga đắt đấy. Đấy thì mới để tạm ở gần đấy thôi. Cái khu chung cư gần đấy. Hôm sau thấy nó dựng lộn ngược xe, nó để hẳn ở một góc. Bảo ôi, sao xe mình cảnh cáo này. Sợ thật. Cảnh cáo không? Trừ khi những lúc nào mà mình đi chơi xa đi sang nhà bạn 2-3 hôm thì mình cố gắng thôi, mày để đây cho an toàn. Nếu mình để 2-3 hôm ở chỗ siêu thị gần ga hoặc là để trong nhà chung cư phát hiện là để 2-3 hôm thì nó sẽ đi lại giấy dán ở trên đấy. Cẩn thận là mất xe. Một lần mình đã phải đi lấy xe rồi đấy. Em là thì em lấy xe mất 3 sen đúng không nào? Đợt em bên Nhật thì em không đi xe đạp và đi bộ với đi tàu điện thì không bị gì, không có trải nghiệm về bị phạt xe như các anh. À vừa nãy hình như là nói đến xe đạp mình chưa nói đến việc là xe đạp đi trên vỉa hè đó nhỉ? À đúng rồi. Đúng không? Mình cứ thắc mắc hỏi xe đạp họ đi ở đâu đúng không? Đa số họ đều đi lao vù trên vỉa hè. Đi xe đạp với cả người đi bộ bên đấy chỉ đi trên vỉa hè. Không có đường đi cho xe đạp đâu, chỉ bằng hai đường ô tô. Tuy nhiên thì nhỉ, ngoài vỉa hè ra thì họ có đi mép với đường ô tô. Và thêm một cái nữa đó là cái chỗ để xe đạp của nó khá hiện đại. Chỗ để xe đạp khá hiện đại, tiện. Và em thấy nhiều người còn chẳng để xe đạp chỗ nào mà có, họ cứ thế móc luôn cái xích, cái khóa kéo, tức là như là nhỉ, cái xe đạp về xong rồi móc khóa xích khóa, ở cạnh cái thành ở chỗ vỉa hè đường, xong họ cứ đi đâu mất á. Rất là nhiều những cái như thế. Thế là đấy là về giao thông đúng không?
nghe có vẻ như là toàn khen đúng không mọi người, xem có điểm xấu gì muốn liệt kê ra không? Thực ra bên trong đầu bọn mình không chắc không có nhiều lắm nhỉ. Nghĩa có hay là anh Dũng có? Nhưng giao thông Nhật Bản thì tuyệt vời, trừ cái là đi lên tàu điện nó đông thôi. Nhưng mà nhận. Chắc hẳn là sẽ còn rất là nhiều những cái khía cạnh mà ví dụ với những bạn mà đang ở Nhật đang xem video các bạn có thể phát hiện ra, thì nếu mà có các bạn nhớ chia sẻ với mình kể cả những mặt xấu mặt tốt về đất nước Nhật Bản nhé. Okay. Và nhất là về giao thông trong clip này. Ok, và clip hôm nay. Vâng, nó xin kết thúc tại đây. Nếu các bạn có gì thì các bạn cứ comment ở phía dưới nhá. Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại vào các video khác. Hai. 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 Hai.